Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật giá mít Indo ruột đỏ, giá mít Thái Lan. Cuối giờ chiều ngày hôm nay, thứ 6, ngày 16 tháng 2 năm 2024, để cô chú các anh chị và các bạn có giá tham khảo. Giá mít cuối giờ chiều ngày hôm nay biến động quay đầu tăng trở lại. Rất bất ngờ cho bà con, giá mít biến động giảm hơn so với ngày hôm qua và những ngày trước. Ngày hôm nay, các kho, các chợ hầu như đã hoạt động trở lại nên giá có dao động hơn, có biến động thay đổi khó đoán bởi nhiều kho vựa, nhiều thương lái thu mua và giá cả sôi động trên lệch lên xuống. Đó là điều tất nhiên. Mong tình hình giá mít ổn định và tiếp tục đi lên để bà con có được thu nhập cao từ đầu năm. Đây là bảng phân loại mít như sau. Mít nhất 9kg trở lên, kem nhì 7kg trở lên, mít kem 3 4kg trở lên. Ngoài phân loại về ký, mít còn mẫu mã và chất lượng để có giá cao cũng như loại mít được đảm bảo hơn. Bà con lưu ý, trái to đẹp, chất lượng, giá sẽ cao hơn so với loại bình thường. Tiếp theo đây là bảng cập nhật báo giá mít ở khu vực miền Tây, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang. Mít Thái Lan, kem lớn 23.000 đồng 1kg, kem nhì 16.000 đồng 1kg. Mít kem 3 có giá 8.000 đồng 1kg, mít chợ có giá 3.000 đồng 1kg. Khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang, mít kem lớn 24.000 đồng 1kg, kem nhì 17.000 đồng 1kg. Mít kem 3 có giá 10.000 đồng 1kg, mít chợ ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang có giá 3 đến 4.000 đồng 1kg. Giá mít buổi chiều hôm nay quay đầu tăng và giá mít ở khu vực Tiền Giang có giá như sau. Khu vực Tiền Giang giá mít luôn cao hơn so với những khu vực khác. Mít kem lớn 25.000 đồng 1kg, kem nhì 18.000 đồng 1kg. Mít kem 3 ở khu vực Tiền Giang có giá 10.000 đồng 1kg, mít chợ 4.000 đồng 1kg. Khu vực Tiền Giang do tập trung nhiều giữa mít lớn nằm trên trục lộ chính, dễ phân tán đi tất cả các nơi. Và tất cả các nơi dễ dàng tập trung về khu vực Tiền Giang nên giá cả ở đây lúc nào cũng tăng hơn, cao hơn so với những khu vực khác. Khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, mít kem lớn 17.000 đồng 1kg, kem nhì 8.000 đồng 1kg. Mít kem 3 có giá 4.000 đồng 1kg. Mít chợ ở khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu có giá 2.000 đồng 1kg. Khu vực Tây Nguyên, mít kem lớn 16.000 đồng 1kg, kem nhì 7.000 đồng 1kg. Mít kem 3 4.000 đồng 1kg. Mít chợ ở khu vực Tây Nguyên có giá 2.000 đồng 1kg. Cô chú anh chị ở khu vực Tây Nguyên để mít có giá hơn, tập trung vào mẫu mã, tập trung vào chất lượng để giá cả được cân bằng hơn so với những khu vực khác. Bởi mẫu mã, chất lượng quyết định rất lớn về giá cả. Giá mít phụ thuộc vào những thương lái, phụ thuộc vào tình hình vườn mít của cô chú anh chị, xa hay gần vườn mít của cô chú anh chị, những tuyến đường, lộ chính, những dựa nên giá thành cao hay thấp khác nhau và những tỉnh thành khác nhau. Giá mít luôn dao động và cao thấp khác nhau. Tình hình giá mít đầu năm đang biến động, tăng giảm liên tục ở giai đoạn này. Mong tình hình giá mít sẽ ổn định, giá quay đầu tăng trở lại để bà con có được lợi nhuận tốt nhất. Tiếp theo đây là bản cập nhật giá mít Indo ruột đỏ cuối giờ chiều ngày hôm nay. Giá mít hiện nay đang có biến động lên xuống và giảm hơn so với những ngày trước. Mít loại nhất có giá 35.000 đồng 1kg. Mít loại nhì có giá 25.000 đồng 1kg. Mít Indo ruột đỏ loại 3 có giá 11.000 đồng 1kg mít xô. Đây là giá mít mà thương lái thu mua tại vườn cô chú các anh chị và các bạn. Tình hình hôm nay các kho, các thương lái đã hoạt động trở lại, giá mít có biến động hơn. Giá mít hôm nay đã giảm hơn là tín hiệu không vui cho bà con. Cô chú các anh chị và các bạn lưu ý, để giá cao, chúng ta cần phải có mẫu mã đẹp, chất lượng, trái to, tròn để có được giá trị cao hơn. Đó là những vấn đề cô chú, các anh chị và các bạn cần lưu ý.
Bởi mít Indo ruột đỏ rất phụ thuộc nhiều vào da, dáng cũng như chất lượng để xuất khẩu được tốt hơn. Và mong tình hình xuất khẩu tốt trở lại, không còn đụng những loại trái cây nhiều ở chợ và giá mít sẽ tăng cao để cô chú, các anh chị và các bạn có được lợi nhuận, có được thu nhập cao hơn. Giải trí miền Tây xin nhắc lại tình hình giá mít Indo ruột đỏ. Mít loại nhất 8kg trở lên có giá 35.000 đồng 1kg. Mít loại nhì có giá 25.000 đồng 1kg. Mít Indo ruột đỏ loại 3 có giá 11.000 đồng 1kg mít xô. Đây là mít thương lái thu mua tại vườn. Mong tình hình giá mít Indo ruột đỏ cao hơn, trở về với vị trí 90-95 ngàn đồng 1kg, 100-115 ngàn đồng 1kg. Để cô chú, anh chị và các bạn trồng mít Indo ruột đỏ có được lợi nhuận, có được thu nhập cao nhất. Giải trí miền Tây ngoài chia sẻ về mít Indo ruột đỏ, mít Thái Lan, còn chia sẻ về những loại nông sản khác, về giải trí, về kỹ thuật. Cô chú, anh chị và các bạn tìm hiểu về những kỹ thuật, giải trí, những loại nông sản khác, trở về trang giải trí miền Tây tìm những video thích hợp để theo dõi. Chân thành cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã dành thời gian quý báu theo dõi hết video này. Đừng quên đăng ký, like, chia sẻ cũng như ấn vào cái chuông để cô chú, các anh chị và các bạn được nhận thông báo sớm nhất mỗi khi giải trí miền Tây phát hành video mới. Giờ đây xin nói lời chào. Bye bye.